Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Mới ha. Được chưa? Đây, tầng rờ đó đây. Vita chép bạn quân tổng. Cô thì biết delay thì vợ biết bát nó chết thôi. Ok chưa? Biến phát xíu. Rồi, thì bên trong của bác mà. Đây tầng rễ nó biến phát xíu. Đây thì biến phát xíu chạy nguồn 32V. Đây, bên trong mang đây ngõ nhỏ, đây là công suất. Ok ha, ngõ ra lo. Thì đối với cái mẫu mạch này thì công suất của nó là 200W 8A, 400W 4A, cho phép mình tải loa 4 tắc đôi, 5 tắc đôi hoặc là 3 tắc đôi. Còn loa đơn thì 3, 4, 5 tắc đơn. Ok, thì ở đây mình đã lắp sẵn và test với cái thùng 4 tắc đôi ha. Đây. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành
chỉ cười suy nghĩ anh vội.